chào anh em đã quay trở lại kênh xe tải Sài Gòn nhé. Thì hôm nay Khánh sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng xe tải nhập 3 cục từ Nhật Bản CKD, đó là xe Hino FC. Và dòng này có tải trọng cho phép chở lên đến là 6,8 tấn. Và kích thước của thùng đó là 5m6 nha anh em. Thì anh em sẽ cùng Khánh đi vào tổng quan cũng như thùng xe và động cơ cho anh em tham khảo qua nha. Đây. Thì xe này bên xe tải Sài Gòn Khánh chuẩn bị đi đăng ký đăng kiểm biển số ra giao cho khách hàng Đặng Vũ Linh ở Trảng Bàng Tây Ninh. Thì xe này được khách hàng yêu cầu sơn màu xanh, một màu sơn rất là bắt mắt và theo phong thủy của khách hàng nha, tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như khách hàng muốn sơn màu cam, màu vàng hay là màu đỏ vậy đấy, thì bên Khánh có thể lấy từ nhà máy về cho bên mình luôn nha. Thì Khánh vừa mở cửa xe ra để anh em tiến thẳng vào bên trong cabin để mình khám phá những cái thiết bị, trang thiết bị bên trong của dòng xe tải Hino FC nhập CKD này nha. Đây. Thì trước tiên thì anh em thấy đây, ở dòng FC này trang bị là một bậc cabin giúp cho anh em bằng nhôm đúc, giúp cho anh em dễ dàng bước lên cabin và cái đảm bảo cái độ không bị trơn trượt nha anh em. Đây. Thì tiếp đến thì ở trên trang bị của cái dòng xe tải Hino FC nhập CKD 3 cục này á, thì kính của bên mình là kính chỉnh điện nha anh em. Đây, như anh em thấy Khánh đang chỉnh điện cho anh em, chỉnh kính đấy. Kính này thì giúp cho tài xế dễ dàng nâng hạ kính khi tham gia giao thông và giúp cho mình thuận tiện hơn đấy. Thì như anh em thấy đó, thì đi vào phần không gian cabin với Khánh nha. Thì Khánh đi vào cabin rất là dễ dàng nha anh em. Đấy, thì trước tiên thì ta sẽ nhìn vào cái phần kính phía trước. Không gian phía trước mình quan sát rất là thoải mái và rộng rãi. Đây, như anh em thấy đây, Khánh đã quay cho anh em xem đây, giúp cho cánh tài xế của bên mình rất là dễ dàng quan sát khi tham gia giao thông. Cái tầm quan sát nó rất là rộng. Thì bên trái Khánh đây, như anh em thấy đây, thì trên dòng xe tải Hino FC này được trang bị hai kính chiếu hậu loại giúp cho anh em tài xế dễ dàng quan sát phía sau khi tham gia giao thông nhé. Tiếp theo thì Khánh sẽ cho anh em vào phần qua lăng cũng như bảng đồng hồ điều khiển trung tâm của dòng xe tải Hino FC này. Đấy, thì như anh em thấy đây, thì qua lăng này được trang bị rất là đơn giản nhưng mà nó không kém phần thoải mái nha anh em, giúp cho anh em dễ dàng cầm nắm khi tham gia giao thông. Đặc biệt tiếp đến là trên vo lăng này có thiết kế của nhà máy, đó là logo Hino dập nổi chữ H cách điệu. Đấy, như anh em đã thấy đấy. Thì phần tiếp theo thì ở phần cột tay lái này thì nó sẽ có hai phần điều chỉnh cho mình, giúp cho mình cánh tài xế điều chỉnh cột tay lái phù hợp với mình. Có thể là điều chỉnh độ cao đây. Đấy, như Khánh đưa lên độ cao đấy, và độ nghiêng của bên mình đây, giúp cho mình cầm cái vo lăng phù hợp hơn với cái chiều cao cũng như là cái kích thước của mình. Tiếp đến thì anh em hãy cùng Khánh đi vào bảng đồng hồ điều khiển trung tâm nha. Thì như anh em thấy á, bảng điều khiển đồng hồ trung tâm ngay trọng tâm của tài xế luôn, giúp tài xế dễ dàng quan sát. Như bên đây thì thể hiện cái vòng số km của dòng xe tải Hino, cũng như các dòng xe tải khác. Tiếp đến thì bên đây là báo dòng tua máy. Đấy. Thì bên đây thì đây là kim để báo nhiên liệu. Và ở đây, đặc biệt ở đây là kim này để báo nhiệt độ nha anh em. Con và hot đây.
lạnh và nóng, đồng thời cùng các nút cảm biến, các đèn cảnh báo, ví dụ như đèn báo bình, báo nhiên liệu, báo nhớt hoặc là báo phanh đổ. Đấy. Thì tiếp đến vào phần phía bên tay phải của Khánh, thì như anh em thấy đây, thì trên dòng Hino FC này được trang bị đó là thứ nhất là đầu DVD USB, đây USB đây, cũng như là radio đa phương tiện giúp cho cánh tài xế cũng như là anh em khi tham gia giao thông có thể giải trí đa phương tiện luôn. Đây. Thì tiếp đến đặc biệt là trên dòng xe tải Hino FC này được trang bị là máy lạnh Denso của Nhật Bản nha anh em. Thì anh em nhìn thẳng vào là anh thấy bên thiết kế những cái nút điều khiển của dòng máy lạnh Denso này rất là đặc biệt và bắt mắt. Thì tiếp theo Khánh sẽ giới thiệu cho anh em về cái thùng xe. Thì trên dòng Hino FC này thì được khách hàng Đặng Vũ Linh ở Tây Ninh vừa đóng thùng mui bạc nhôm full inox. Thì đây là theo thiết kế bên Khánh, thùng bẩn nhôm nha anh em. Nhìn em thấy đấy. Đây. Thì Khánh cũng có sơ lược cho anh em xem tham khảo qua. Thì cái dòng xe tải Hino FC này á có khối lượng cho phép chở lên đến là 6,8 tấn và kích thước thùng là chiều dài là 5m6, chiều ngang của thùng là 2m28 và chiều cao của bẩn như anh em thấy đây, chiều cao của bẩn này là 0,77. Đây. Và chiều cao của thùng là 2m06 nha anh em. Thì trên dòng xe tải Hino FC này được khách hàng bên Khánh yêu cầu đóng thùng mui bạc nhôm full inox. Như anh em thấy đây là mặt sàn và vách trước. Thì tiếp theo Khánh sẽ giới thiệu cho anh em đi tổng quan về phía bên ngoài thùng cũng như là sẽ đi vào bên trong thùng cho anh em tham khảo qua nhé. Đây. Thì Khánh bên Khánh đóng thùng mui bạc nhôm full inox. Bẩn này thì được đóng bẩn nhôm tiêu chuẩn của bên Khánh. Đấy. Tiếp đến thì phần trụ giữa này, trụ giữa này là trụ inox luôn nha anh em. Đây, trụ đứng đây. Thì bên Khánh đóng là U140. Trụ phía trước và trụ phía sau đây là bên Khánh được đóng là U100. Đấy, rất là cứng cáp cho anh em. Thì vách bẩn đây thì Khánh được đóng inox là 430. Đấy. Tiếp đến là phần cản, cản hông. Thì hai bên cản hông bên Khánh là đều sử dụng là sắt hợp nha. Khánh xin lỗi, inox hợp nha. Đấy, inox 430. Nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn. Thì như ở đây thì đây là bình nhiên liệu của dòng Hino FC. Thì bình nhiên liệu này được trang bị là bên Khánh là 200 lít. Bên của heo nhà máy nha. Thì như anh em thấy ở đây, cái nồng độ lưu huỳnh của nó đấy. Nồng độ lưu huỳnh là phải bé hơn 0,005. Đấy. Tiếp đến là phần lớp xe. Thì lớp này được nhà máy sử dụng là lớp 8.2516 như anh em thấy đây. Đấy. Còn nhập của Nhật Bản luôn, sử dụng lớp Yokohama. Và trên xe này được sử dụng là 6 tắc kê nha anh em. Như anh em thấy đấy, bánh xe 6 tắc kê giúp cho anh em dễ dàng tháo lắp và thay thế. Tiếp đến thì anh em hãy cùng Khánh đi vào phần bên trong thùng. Đây. Đấy, như anh em thấy đấy, thì bên Khánh thì đóng thùng nhôm full inox cho khách hàng Đặng Vũ Linh ở Tây Ninh. Thì vách trước là của bên Khánh sử dụng là inox 430 dập lá me nha anh em. Đây. Thì bẩn nhôm phía trong của Khánh là đóng bẩn nhôm tiêu chuẩn của bên Khánh luôn, rất là cứng cáp. Phía trên là khung cắm kèo thì bên Khánh sử dụng inox 430. Đây.
Điều đặc biệt ở bên Khánh á là khung cắm kèo á thì sẽ được sử dụng, đó là hai loại kèo, kèo kẽm phi 27 và kèo U63, giúp cho thùng mình rất là cứng cáp. Đây. Tiếp đến là phần mặt sàn thùng. Thì như anh em thấy đấy, thì bên Khánh thì sẽ có ba dạng mặt sàn thùng cho anh em khi tham gia đóng nha. Ví dụ như ở đây thì theo khách hàng thì đóng cái mặt sàn đó là mặt sàn phẳng. Và bên Khánh thì có dạng ba dạng mặt sàn, đó là thứ nhất là mặt sàn phẳng, thứ hai là mặt sàn dập lá me, thứ ba là mặt sàn dập sóng nha anh em. Đây, cái này thì tùy theo vào nhu cầu của anh em chở hàng như thế nào thì bên Khánh sẽ cung cấp cho anh em như thế đấy. Đây, thì Khánh vừa nâng hạ cabin, nâng cabin lên và tiếp theo đây là Khánh sẽ đi vào phần động cơ cho anh em xem qua về động cơ cái trái tim của dòng Hino FC này như thế nào nhé. Thì trước tiên vào phần đế cabin ở phía dưới thì như anh em thấy đây, bên Khánh trang bị một miếng lớp cách nhiệt, cách nhiệt hoàn toàn giữa phần bên ngoài và phần bên trong cabin, giúp cho bên trong cabin không bị nóng. Thì trên dòng Hino FC này được trang bị động cơ 5 chấm, dung tích của nó là 5.123 cc. Đấy,